Còn cười được mà. Hắn giờ đi. Điên. Giờ đi. Chị nói hồi nãy chị quéo tay quéo chân rồi mà. Của chị là tổng là 1.650.000 á chị. Răng mới thấy đau bụng rồi đúng không? Bữa hôm nó chị nói em có mua nó không? Tao mới ngưng uống thuốc không? Có em ngưng cái viên nữa. Chắc em không hợp viên nữa rồi. Em vẫn uống cái kia bình thường. Hết chưa? Thôi đừng uống nữa luôn em. Không sao đâu. Chị thấy cũng khô rang rồi mà. Mấy ngày rồi ta? Tối thứ 3. Tối thứ 4, 5, 6, 7. Tối hôm nay mà được 4 ngày chị. À. Em chào chị ạ. Em gặp lại chị. Đuổi qua ta. Giống như Trần Ly mà anh cứ vang cái đôi vai gầy này là mày nghe ai mà cười đôi vai gầy. Đứng 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 đứng. Đang yeah. Muốn có yêu quá. Em lấy nó xong rồi mình đưa cho cái đi xuống đường cốc đấy. Ủa cho em có thấy mấy thứ à? Em thứ đấy không phải dùng thì phải không cười. Ông giám đốc ngay không đi, ông mà đi làm lại không lên nào đi. Ủa tôi đi đi mới mới tháng sáu vậy nợ nắng gì tôi biết chỉ đây ngọc em đấy. Trời mi làm mà chỉ nó không mắc mi được thứ tại vì nó mũi kiểu thấp ấy và không để ý cái mắt là họ thấy. Bồ đánh bầm dập đó. Không mà bà làm mắt lên chắc bà đẹp đó. Nhưng mà mắt em là chắc chị để hơi lâu lâu vậy mới cắt nha. Dạ. Vì phải để chứ không là nhả ra liền á. Để cỡ 10 ngày đi. 10 ngày được. Mũi thì chị tháo ra cho em cái nứa cho rồi. Tại vì em để lâu là không bị cái nứa lại là ấy luôn lắm. Tháo được đâu, cái ngày tháo được đâu. Được một nửa chứ gì đó. Ừ? Ngần hết chưa? Đau.
Đừng có nói là nó chừa nữa, còn nữa để bữa sau qua làm chứ. Ừ, cũng được đó. Dạ như gần hết chứ. Còn 5 phút nữa là xong. Ráng hay. Dạ. Ý là hỏi cho biết cái thôi. Nhưng mà gồng được đúng không? Đó, vẫn bình thường. Ừ. Mạnh mẽ lên chứ. Nặng mụn nên nó chỉ là nhẹ nhàng lắm rồi. Mụn nên đâu có đau bằng mụn mũ đâu. Mũ đau lắm. Mũ là nãy trời quéo quéo rồi đó. Mình chuẩn bị rồi đó. Mi lanh kiểu nó mà răng đuổi được. Mồm kiểu nó răng đuổi. Làm việc mà ngay trước là làm việc với quản lý nhé. Sau này phó giám đốc vô trụng cho ông đi là người ở quê em đó. Mà chứ hàng đặt về mỗi lần mà như quản lý đặt là tầm 5 con thôi là ông bắt đầu nhìn nhắn. Mà ông đi ông tự động đặt về 10 con bạn tôi tế trước hết. Hồi bữa đến trong chung đã đi coi chung bị đuổi nó nói trước thì chỉ đến nói chuyện với anh Ngọc coi tuyển ai được thay em thì tuyển. Ừ. Mà giáo bạn ấy chứ phải giáo chị em không có khách nữa. Mà hắn ế ngang rồi đó. Ừ. Món là gió tự nhiên đụng đợt như công ty đầu tiên mà hắn đứng trả lương kiểu sổ ấy lắm á. Thì đáng bình thường đứa ta đẹp 600, 700 chứ đứa cũ 900 mãi rồi đây cho nụ. Alo. Alo, mình là bên Long Nguyễn Spa đúng không? À đúng rồi. À, mình là hồi trước mình có đấy mình nhờ nãy một nộp invite ấy. À. À, bây giờ là mình lại bị một cái tương tự như vậy, bây giờ mình tới nhà bạn bạn giúp được không? Ok. Qua qua địa chỉ 20 Tăng An 2 nha. À rồi rồi rồi, ok. Khi nào qua hả? Bây giờ qua luôn. Ok ok. Rồi rồi. Một nhọt trên vai à? À, hình như vừa rồi trên tay đúng không? Phải em đã. Ý lưỡng này đi hoa chị? Ai biết anh Bi mà răng răng rầu, hỏi răng rầu. Thì nói anh Bi lên có được không thì để em đặt hàng về cho nó. Ừ. Ờ đặt hàng bao lâu là có hàng rứa? Thì tầm 7 đến 10 ngày phải đặt được họ và đặt cọc đô đã họ mới về chứ. Điều mà một người thì có sẵn mà hai người hết hàng. Hai người có cái chứ mà lỡ. Đó nhưng mà hết hàng đó thì nói lấy thì để làm đơn hàng rồi luôn chắc vậy. Đâu. À. Xí anh Bi anh về ra chờ á. Em nói luôn đi chứ không là để họ qua họ bắt luôn cho rồi. Chứ không là cho xong cho rồi. Nhiều. Cháo rồi thôi. Ừ. Cho giảm cân chứ mới. Giảm cân thành công. Chiều lọt chiều hồi thì em bảo đúng rồi mọi người em bảo xuống. Ước gì ta cũng được điều đó. Nói chung là mùi mát xong rồi ăn được ngủ được thì gọi đi câu là được. Câu này thì. Ý là làm trong đó là em đeo khẩu trang cái không nhận ra em đúng không? Nhìn con mắt thôi là con mắt phải nhìn ra. À con mắt mèo trước cứ xì xì. Lúc kêu ông tỉnh là đi. Khó tao nhìn bộ lông mày và con mắt nó không phải con thứ.
bớt xong cái nữa là cả tao cả chỉ tao một cái là thôi anh tỉnh đừng gạn mà thua chứ em. Chị đã với em chẳng đã gì cả. Em đau. Em đau đớn. Đau đớn. Ráng ra xíu nữa. Gần xong rồi. Cố gắng cố gắng.